Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách để mọi người bảo quản cám. Đây là những cái gói cám để cho cá qua của mình ăn trong một ngày. Trọng lượng của mỗi gói cám là 2 lạng. Bây giờ mình đang trong cái quá trình là mình đóng gói các cái gói cám và túi ni lông để cho cá của mình ăn hàng ngày. Và tiện đây thì mình cũng quay video lại để cho các bạn xem. Đây, trọng lượng để cho cá của mình ăn trung bình một ngày đó là 2 lạng nhé. Và mùa đông thì cá nó có thể ăn ít hơn. Và mùa đông theo như quan sát của mình mấy ngày vừa rồi thì cá nó sẽ tiêu thụ thức ăn mỗi ngày khoảng tầm hơn 1 lạng sẽ là phù hợp. Còn đâu trung bình thì nếu mà rơi vào mùa hè, cái đợt mà đợt nóng vừa rồi thì đợt cuối thu vừa rồi trời vẫn còn nóng thì cá của mình nó sẽ ăn được khoảng 3 lạng thức ăn. Tuy nhiên thì cái hệ thống lọc của mình nó chỉ tối ưu ở cái mức độ là 2 lạng thôi. Nên là mỗi ngày mình cho cá của mình nó ăn 2 lạng thức ăn, chứ không cho nó ăn full 3 lạng. Ăn 3 lạng thì lọc nó hơi quá tải, hôm sau thì nước trong bể nó hơi đục nên là mình không thích. Mình chỉ cho nó ăn 2 lạng thôi, vẫn đảm bảo cho cá nó phát triển được tốt. Tại sao hiện giờ mình lại phải đóng cám vào những cái túi ni lông như thế này? Khi mà các bạn mua thức ăn cho cá về thì thức ăn cho cá koi nó thường được chia thành những cái túi khá lớn, thường là túi 2 cân hoặc là túi 5 cân. Nếu như các bạn để ở trong túi to mà các bạn không chia ra thì việc các bạn mở ra mở vào nhiều cái cám của các bạn ấy, nếu mà các bạn sử dụng trong thời gian lâu thì rất dễ bị mốc cám nhé các bạn nhé. Vì vậy là các bạn nên chia vào các cái túi ni lông như thế này, chia nhỏ ra để các bạn dùng đến đâu thì các bạn sẽ sử dụng hết một túi rồi các bạn mới mở các cái túi khác, đảm bảo cho cám của các bạn nó không bao giờ nó bị trục trặc về cái vấn đề là mốc, ẩm hay là hỏng. Còn đây là cái cám của mình sẽ cho cá ngày hôm nay đây. Mình đã trộn xong rồi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy, đây là cám và tảo nhé. Mình sử dụng cái tảo xoắn để cho cá ăn thức ăn hàng ngày. Thì các bạn hòa cái tảo xoắn đấy ra nước, các bạn nghiền nhỏ hòa ra nước, hoặc các bạn cho vào nước sôi ấy. Các bạn cho vào nước sôi, các bạn hòa ra, rồi các bạn trộn với cám của các bạn đây. Thì tùy vào lượng trọng lượng cám của các bạn thì các bạn có thể cho cá nó ăn cái lượng tảo khác nhau. Ví dụ như là một cái gói cám 2 lạng như thế này, một cái gói cám như thế này, các bạn nên cho khoảng 4 viên tảo xoắn, 4 cho tới 5 viên tảo xoắn. Ít hơn cũng được, nói chung là ít hơn nó cũng không sao. Nhưng mà nếu như các bạn bổ sung tảo xoắn cho cá đầy đủ thì nó sẽ dễ lên màu đẹp hơn nhé. Cá của các bạn nó phát triển ổn định hơn, giúp cho cá nó phát triển tốt về cả body lẫn hệ tiêu hóa, bởi vì cái tảo xoắn này nó rất là tốt. Cái tảo xoắn viên mà cho người uống ấy, nó rất là tốt cho sức khỏe. Trong đấy nó chứa nhiều cái chất có lợi cho cơ thể người cũng như là có lợi cho cơ thể cá. Ngoài ra thì các bạn có thể trộn thêm vào trong cám của các bạn sữa chua, các bạn cho cá nó ăn 1 tuần 2 lần, hoặc trộn thêm các cái loại vitamin, các cái đồ bổ sung vào thức ăn cho cá. Như chỗ cám này của mình là 3 kg cám thì cá của mình nó ăn trong khoảng 15 ngày là hết, nếu như vào cái mức nhiệt nó trên 26 độ. Còn hiện giờ thì mức nhiệt ở ngoài miền Bắc nó chỉ rơi vào 19-20 độ thôi, như hôm nay là 19 độ này. Thì hôm nay mình cũng chỉ cho cá ăn 1 lạng thôi, 1 lạng thức ăn. Mình cho ăn cá ăn vào 2 bữa là buổi sáng và buổi chiều, mình cũng không có nhiều thời gian để cho cá nó ăn giải đều ra trong ngày như nhiều anh em khác. Những người khác thì có thể là người ta sẽ cho cá ăn giải đều ở trong ngày.
Còn mình thì chỉ có thể cho cá. Còn mình thì chỉ có thể cho cá ăn ngày 2 bữa thôi. Thời gian mình còn làm việc khác. Tuy nhiên thì mình để ý là nếu như mọi người cho cá ăn ngày 2 bữa mà buổi sáng và buổi chiều, ví dụ đẹp nhất vẫn là khoảng tầm 8-9 giờ sáng và buổi chiều khoảng tầm 5 giờ chiều, thì trong cái thời gian dài như thế con cá nó sẽ tiêu thụ được hết những cái thức ăn mà các bạn cho cá nó ăn, cho cá nó ăn trong ngày, nó không bị gọi là dư thừa thức ăn, cá nó hấp thụ được hết. Thì mình thấy là con cá nó sẽ phát triển rất là tốt nếu như cho ăn ngày 2 bữa. Hiện đây thì mình cũng chia sẻ thêm đó là có nhiều anh em cho cá ăn thêm các loại như kiểu hoa quả, nhiều đu đủ này, dưa hấu này, cam hoặc là xà lách các thứ. Mình thấy việc đấy là cũng rất là tốt cho cá nhé, bởi vì thực ra trong cám của các cái trong cái cám cá đây này nó chứa một cái lượng protein rất cao. Như cái cám của mình đang cho cá ăn thì nó chứa khoảng 35% protein. Còn cám, những cái loại cám mà các bạn mua ở ngoài nó sẽ có thể lên đến 40-42% protein. Thì khi mà trong cá nó có nhiều protein như thế là con cá nó rất cần ăn thêm chất xơ để nó giúp cho cái hệ tiêu hóa của nó được khỏe mạnh. Protein thì nó là những cái chất đạm được có chủ yếu ở trong thịt mọi người ạ. Chủ yếu ở trong thịt, những cái cám mà nó đắt tiền ấy, thì hàm lượng protein đấy chủ yếu là protein động vật nhé. Mà protein động vật thì như mọi người biết rồi là nó ăn con cá cũng như là người đấy, như người anh em mình đấy mà đi ăn thịt chó chẳng hạn, cái hàm lượng đạm trong thịt chó rất là cao, cũng như đi ăn hải sản các thứ, hàm lượng đạm nó cao thì ăn nó no rất là lâu. Và trong cái quá trình mà tiêu thụ cái protein đấy thì mọi người để ý là cơ thể của người cũng như là của động vật sẽ cần hấp thụ thêm những cái chất xơ để hỗ trợ cho hệ tiêu hóa tiêu thụ những protein đấy một cách tốt nhất mà không bị các cái bệnh do ăn quá nhiều protein. Thì các bạn nên bổ sung cho cá ăn thêm rau củ quả như kiểu xà lách này, ngô ngô ngọt các bạn luộc lên ấy, xong rồi cắt cho bọn nó tách hạt ra cho bọn nó ăn một ít, hoặc là cho cá nó ăn dưa hấu, ăn cam, thì mình đảm bảo là con cá của các bạn nó sẽ phát triển rất là khỏe mạnh nhé. Đấy, các bạn khi mà các bạn mua cá về các bạn nên chia ra thành những cái gói như này của mình, như của mình đây cho ăn. Thì như vào mùa đông này con cá cái lượng tiêu thụ thức ăn của nó giảm, nên mình sẽ một gói này mình sẽ dùng trong khoảng 1 ngày rưỡi tới 2 ngày. Còn như bình thường là vào mùa hè thì những cái gói này của mình chỉ dùng là trong vòng 1 ngày thôi. Khi mà các bạn cân nhắc cái việc mà cho con cá nó ăn liều lượng như thế nào ấy cho hợp lý, các bạn quan tâm đến cái vấn đề ăn uống của nó, thì con cá của các bạn sẽ phát triển rất là đẹp, nó không bị gặp tình trạng là con cá của các bạn nhìn nó quá gầy do thiếu thức ăn, hoặc là con cá của các bạn bụng nó quá sệ do dư thừa thức ăn. Có rất nhiều con cá khi mà mình xem thì là nó tiêu thụ một lượng thức ăn quá nhiều do người nuôi người ta không không để ý đến cái vấn đề này. Thì lúc mà người ta cho cá nó ăn thì người ta cho nó ăn quá nhiều, quá cái mức cần thiết của nó, mà con cá koi khi mà các bạn cho nó ăn thì có thể nói là nó sẽ ăn được nhiều hơn cái mức nhu cầu của nó cần. Con cá koi nó sẽ ăn được nhiều hơn cái nhu cầu của nó cần, vì vậy là nó cứ ăn cho đến khi bụng nó cẫng lên thôi. Thì trong cái quá trình mà nó ăn thời gian dài như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng không tốt cho, thứ nhất là cái body của con cá, cái vóc dáng con cá nhìn nó không được đẹp, và cái thứ hai đó là cái hệ tiêu hóa con cá nếu mà ăn những cái chức ăn
quá giàu protein trong cái thời gian dài quá, nó sẽ bị các cái bệnh, nó sẽ dễ bị những cái bệnh về nội tạng, dễ bị những cái bệnh về nội tạng, nó không tốt cho con cá. Và những cái bệnh về nội tạng đấy thì thực ra rất là khó chữa, nên là tốt nhất là mọi người nên cho con cá nó ăn vừa phải vừa đủ thôi, nhưng cũng không nên cho nó ăn ít quá, nếu ăn ít quá thì nó lại dễ bị gầy nhá mọi người nhá. Bây giờ mình cùng mọi người sẽ đi cho cá ăn này. Đây, như cá của mình đây, các bạn có thể thấy là với cái chế độ ăn như thế này thì con cá của mình nó không bị gầy nhá, và cũng không bị sệ bụng nhá. Bây giờ mình ném thức ăn xuống cho nó thì mình khuyên là khi mà bể các bạn nhỏ ấy, các bạn nên ném giải thức ăn ra để cho con cá nó không tranh nhau quá mức, tránh việc là cả một lũ cá nó phi ầm ầm lên làm cho một số con nó có thể bị xây xước nhá. Mình sẽ vứt vào sâu một trong kia một ít, ngoài lại một ít. Đấy, các bạn sẽ thấy là bọn nó sẽ lên ăn, nó không bị chen chúc nhau quá mức. Thì khi mà các bạn cho cá nó ăn ấy, các bạn nên giả sử như là các bạn chỉ có thể cho cá ăn ngày 2 bữa thôi, thì các bạn nên dành ra khoảng 10 phút để các bạn giải đều cái lượng thức ăn xuống. Chứ các bạn không nên đổ cùng một lúc ào phát toàn bộ cái lượng thức ăn của một cái buổi ăn đấy xuống nhé. Bởi vì nếu mà chỉ cho cá ăn ngày 2 bữa thì cái lượng thức ăn của một buổi ăn nó sẽ rất là lớn. Nên nếu như các bạn đổ ào xuống thì cá nó chưa kịp ăn hết, nó sẽ gây phai cám ra nước là một này. Và cái thứ hai đó là bọn cá con ấy, bọn cá bé hơn ấy, nó sẽ không ăn được nhiều như bọn cá lớn nhé. Cá lớn thường nó sẽ đè ra ăn hết, nên là các bạn cho ăn giải ra trong khoảng 10 phút. Nếu như một ngày các bạn cho ăn 2 lần thì bạn giải đều thức ăn ra trong vòng 10 phút để cho cá nó ăn. Rồi sau đó thì các bạn có thể ngừng. Mục đích của cái việc đấy thì giúp cho con cá nó sẽ phát triển tốt hơn đấy, theo như quan sát của mình. Đấy, các bạn nhìn đấy, những em cá rất là mập mạp nhá. Mập nhưng mà không bị xê bụng nhá. Quay trở lại với cái coi bít tuần vừa rồi thì có một cái câu chuyện khá là buồn cười diễn ra từ vị trí của một khách hàng. Vị khách này khi mà đi mua cá thì bên trại khi họ chuyển cá tới cho vị khách có chuyển thêm 2 cái thùng cá nữa, bởi vì cũng có một người ở khu vực đấy mua cá, và ông khách kia thì đã nhận luôn cả 3 thùng cá và về chối bay chối biến là chỉ nhận được một thùng thôi, nhận đủ số lượng cá thôi. Đâm ra là mình thấy cái thị trường coi bít này cũng còn nhiều thành phần nhộn nhọn lắm. Thì sau đó thì bên trại người ta cũng đã làm rõ vấn đề, và bên ông nhận cá kia cũng đã thừa nhận là lấy 3 thùng cá. Tuy nhiên thì cá của trại về 120 con, bị chết 30 con, nên là ông kia ông muốn là khi nào trại đền cá thì sẽ trả lại 2 cái thùng đã lấy kia. Theo như mình đánh giá thì trại này nó làm ăn cũng uy tín. Tuy nhiên ông khách kia ông ấy lại hơi quá đà, thực sự là hơi quá đà. Cái việc mà mọi người mua cá thì không thể tránh khỏi là sẽ gặp những cái lúc mà con cá nó chết hay là nó gặp vấn đề gì đấy. Nhất là 120 con kia lại là cái loại cá, lại là loại cá rất là nhỏ. Mình có xem qua các mẫu cá đấy rồi thì mình thấy chất lượng cá nó cũng vừa phải thôi. Nếu không muốn nói là thấp, nó là hàng giạt thôi mà. Và cá nó nhỏ như thế thì cái việc nó chết là chuyện bình thường. Bên trại người ta cũng có gợi ý là người ta sẽ đền cho cá khác trước đấy rồi. Tuy nhiên thì ông này mãi sau mới thừa nhận là đã lấy 2 thùng cá kia và yêu cầu là khi nào bên trại người ta bồi thường cho 30 con cá chết kia.
Thì lúc đó thì trại người ta à, lúc đó ông kia ông mới giả lại cá. Đại khái là mình thấy là ông kia sai lè le ra rồi. Có vấn đề gì về cá chết đơn hàng của ông ấy thì sẽ trại nó sẽ tự giải quyết. Chứ bây giờ ông đi lấy cá của người khác là ông ấy sai rồi. Và giá trị của ba con cá đấy có vẻ cũng khá khá, 18 triệu. Tức là khoảng 6 triệu một con thì hoàn toàn có thể nhờ công an can thiệp xử lý khi mà đã có bằng chứng rõ ràng. Có cả camera quay lại việc ông ấy mang hai thùng cá của người khác về ở chỗ nhà xe, và cũng có tin nhắn đầy đủ, và ông ấy cũng đã thừa nhận. Nhưng mà buồn cười một cái là sau đấy lại còn lên mạng để gọi là đăng một cái bài bóc phốt cái trại cá kia, thì mình thấy rất là buồn cười. Đã sai thì nhận sai cho xong rồi giả lại cá cho người ta đi, lại còn cố tình làm trò này trò nọ, và cũng đã bị rất là nhiều anh em người ta chê coi, người ta vào người ta nói cho, chả ra cái thể thống gì cả. Như vậy là rất là mất uy tín. Cái việc nuôi cá coi nói chung là để cho mọi người thấy thoải mái, thư giãn, nói chung là tĩnh tâm, chứ không phải là để nó xuất hiện những cái tình trạng như thế này. Thì anh em người ta chê coi, người ta sẽ rất là thấy phản cảm. Rồi, coi bít lần này nó chỉ đơn giản như thế thôi. Một cái sự việc rất là buồn cười và rất là củ chuối. Đấy cũng là cái lý do mà vì sao mà bên trại cá các thứ người ta sẽ yêu cầu là khách hàng phải gửi tiền trước rồi người ta mới chuyển. Bởi vì nhiều khi con cá chuyển đến khách không nhận, chuyển về cá chết ngay. Bởi vì đi quãng đường xa như vậy, và nhất là gặp những cái khách củ chuối như thế này nữa, thì thực sự mà để chuyển tiền sau thì rất là nguy hiểm. Rồi, các bạn thấy video của mình là bổ ích, mọi người thấy video của mình bổ ích thì nhớ chia sẻ video giúp mình và đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn mọi người.